Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 6 của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Tỉnh đoàn Nghệ An được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của chính phủ. Hội nghị sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Đại lễ cầu siêu cho các thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 3 tháng 1 năm 1978. Tuổi trẻ hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2018. Hội thi thanh niên tham gia phòng chống tệ nạn ma túy năm 2018. Ra quân tiếp sức mùa thi và chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2018. Hơn 500 em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2018. Khai trương công viên giải trí Waterfront Cửa Lò. Sôi nổi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Điển hình, người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 6, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Cũng tại buổi lễ, tỉnh đoàn Nghệ An được trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe tham luận của 5 tập thể cá nhân điển hình đạt nhiều thành tích trong bảo vệ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, giáo dục. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các cấp, ngành, các cán bộ, đảng viên, người lao động phải thi đua, trước hết với chính mình, phải có ý thức rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ để xây dựng Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Nghệ An là một trong 15 tập thể được tặng cờ thi đua của chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, thảo luận và đánh giá kết quả công tác đoàn 6 tháng vừa qua. Tại hội nghị đã thảo luận về kết quả công tác đoàn 6 tháng vừa qua, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm. Tham gia hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác của đoàn viên thanh niên, cách làm hay tại đơn vị như bắt cháo tình thương, đêm nhạc thiện nguyện, xây dựng sân bóng chuyền hỗ trợ các chi đoàn, chi hội vùng giáo tạo sự lan tỏa, tạo khối đoàn kết trong đoàn viên thanh niên, tuyên truyền phòng chống đuối nước, chia sẻ những khó khăn trong việc thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2018 để hoàn thành chỉ tiêu trong năm. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức đại hội hội sinh viên tỉnh Nghệ An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Chỉ đạo tốt các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận trong thanh niên, nắm bắt và phản ánh kịp thời các thông tin xã hội tại địa phương, thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ trong đoàn viên thanh niên, quan tâm công tác phòng chống tai nạn đuối nước trong dịp hè. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Trung ương đoàn dành tặng Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Sáng mùng 2 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ thành lập 43 đội tình nguyện tập trung và chuyên sâu với sự tham gia của 1.000 đoàn viên thanh niên, trong đó có 3 đội thanh niên tình nguyện quốc tế hoạt động tại nước bạn Lào. Tại lễ khởi động chiến dịch, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao tặng một ngôi nhà nhân ái đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thông qua huyện đoàn Nghi Lộc, trao tặng 2 sân chơi cho thiếu nhi cho huyện Nam Đàn, trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1 suất quà trị giá 500.000 đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An cũng trao tặng một ngôi nhà nhân ái đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thông qua huyện đoàn Anh Sơn và trao tặng 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi vùng đồng bào có đạo của thị xã Hoàng Mai. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã tham gia hưởng ứng bằng chuỗi các hoạt động như tổ chức trồng vườn cây thanh niên, khám phát thuốc miễn phí cho 400 đối tượng gia đình chính sách, ra quân làm thủy lợi, nạo vét 2 km kênh mương nội đồng, khánh thành 2 sân chơi cho thiếu nhi, thực hiện vẽ tranh cổ động con đường bích họa tại trường mầm non Làng Sen. Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 6, tại thôn Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đại lễ cầu siêu cho các thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 3 tháng 1 năm 1978. Ngày 3 tháng 1 năm 1978, trong lúc đang thi công nạo vét, sửa chữa cống Hiệp Hòa, thì hàng ngàn khối đất đá bất ngờ đổ sập, làm 98 đoàn viên thanh niên tử nạn, hơn 100 người khác bị thương. Đại lễ cầu siêu diễn ra trong không khí thiêng liêng xúc động, tưởng nhớ công lao cũng như nguyện cầu cho linh hồn các anh các chị được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Cũng tại chương trình, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân chung tay góp sức ủng hộ triển khai xây dựng bia chứng tích để tưởng nhớ và ghi danh những con người đã ngã xuống nơi mảnh đất này vào ngày 3 tháng 1 năm 1978. Sáng ngày 31 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Quế Phong, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2018. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh cam kết tuyệt đối không dùng, không thử các chất ma túy, không che giấu khi bạn bè người thân vi phạm ma túy, không vận chuyển buôn bán tàng trữ các chất ma túy, không rủ rê lôi kéo bạn bè tham gia sử dụng ma túy, chung sống hòa bình, ứng xử có văn hóa với người mắc nghiện ma túy. Đồng chí tiếp tục đề nghị các cấp bộ đoàn tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, thường xuyên tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích phòng chống ma túy. Trong chương trình, đại diện các cơ sở đoàn cũng đã ký cam kết thi đua thực hiện các nội dung hưởng ứng tháng hành động phòng chống tệ nạn ma túy, ra mắt đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy huyện Quế Phong, 500 đoàn viên tham gia tuyên truyền diễu hành hưởng ứng. Tiếp đó, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương tổ chức hội thi thanh niên tham gia phòng chống tệ nạn ma túy năm 2018 tại huyện Tương Dương, huyện Kỳ Sơn và huyện Quế Phong. Hội thi nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho thanh thiếu niên trong chấp hành pháp luật phòng chống tệ nạn về ma túy với 4 phần thi: chào hỏi, kiến thức chung, tuổi trẻ chung tay hành động, hiến kế và xử lý tình huống. Các đội thi đã đem đến hội thi những hiểu biết cùng những thông điệp giá trị về tuyên truyền phòng chống ma túy thông qua các câu trả lời, xử lý tình huống khéo léo và những tiểu phẩm hết sức ý nghĩa. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia dự thi. Vào sáng ngày 6 tháng 6, tại khu di tích cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi và phát động chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2018. Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã thăm và động viên các đội hình tiếp sức mùa thi và thực hiện công trình Hoa Phượng Đỏ tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Tiếp đó, sáng ngày 25 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, Nghệ An bố trí 60 điểm thi với số học sinh đăng ký gần 31.600 em, nhằm góp phần đảm bảo an toàn tất cả các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh và hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi. Toàn tỉnh đã thành lập 115 đội thanh niên tình nguyện với gần 2.500 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi năm 2018. Tại các điểm đến, Thường trực Tỉnh đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, chu đáo của các đội thanh niên tình nguyện, đồng thời mong muốn các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình, giúp các em thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 6, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội tại trường quân sự quân khu 4. Tham gia chương trình có hơn 500 em từ 11 đến 17 tuổi. Trải qua 10 ngày, các chiến sĩ nhí đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh đã được học nội quy, điều lệnh, duyệt đội hình, đội ngũ, huấn luyện nội vụ cá nhân, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, thực hành cách mắc võng lều khi hành quân. Bên cạnh đó, các chiến sĩ nhí còn được trang bị các kỹ năng sống như làm việc theo nhóm, các trò chơi tập thể, tập các bài dân ca, dân vũ, tham gia chương trình đêm yêu thương, giao lưu với nghệ sĩ nhân dân Tử Long. Thông qua chương trình học kỳ trong quân đội năm 2018, góp phần rèn luyện ý thức độc lập, tinh thần tự giác, bồi đắp tình yêu thương và lý tưởng sống cao đẹp, để lại những kỷ niệm đẹp cho mỗi học viên và gia đình. Vào sáng ngày 9 tháng 6, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Giải trí KH tổ chức lễ khai trương công viên giải trí Waterfront tại thị xã Cửa Lò. Công viên được làm bằng phao có diện tích gần 10.000 m2. Với hơn 50 trò chơi liên hoàn được biến tấu đa dạng cả trên cạn và dưới mặt biển, tạo nên một tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế ngay tại thị xã Cửa Lò.
Đây được coi là động lực thu hút và thúc đẩy phát triển du lịch Cửa Lò. Ngoài ra, công viên còn là sân chơi phục vụ các hoạt động của công tác đoàn. Hàng năm sẽ mở các lớp dạy bơi cho 200 đến 500 em thiếu nhi và trao 1.000 suất miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức chương trình đã trao các suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tháng hành động phòng chống ma túy, tháng hành động vì trẻ em năm 2018, các cấp bộ đoàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Sáng ngày 27 tháng 5, tại xã Đức Thành, huyện đoàn Yên Thành đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Sau lễ phát động đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng, vẽ tranh cổ động chủ đề thiếu nhi và tặng khu vui chơi giải trí cho trẻ em xóm Tây Canh với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng để tặng các em thiếu nhi tạo điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích và giáo dục truyền thống cho các em lứa tuổi thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Chiều cùng ngày, đoàn viên thanh niên triển khai vệ sinh môi trường, xóa điểm tập kết rác thải tự phát ngay dưới chân cầu Biên Ganh, nơi tiếp giáp giữa hai xóm Hồng Sơn và Bắc Sơn của xã Đức Thành. Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngày 1 tháng 6, Thành đoàn Vinh phối hợp cùng Công an thành phố Vinh tổ chức ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Sau buổi ra quân, tuổi trẻ thành phố và các chiến sĩ công an thành phố đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy trong đời sống cộng đồng. Cùng ngày, Thành đoàn Vinh, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Lao động Xã hội thành phố tổ chức chương trình tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Thông qua chương trình, góp phần nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên về tác hại của ma túy và việc sử dụng ma túy, từ đó tránh xa ma túy. Ngày 9 tháng 6, Thành đoàn Vinh phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Nides tổ chức giải khiêu vũ thể thao thành phố Vinh mở rộng lần thứ nhất năm 2018 trên Quốc Phượng Hoàng Trung Đô. Tham gia giải có 15 câu lạc bộ với 200 vận động viên đến từ 10 tỉnh thành phố trong cả nước. Giải được tổ chức là sân chơi vui tươi lành mạnh, môi trường để học sinh sinh viên giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm phát hiện và tôn vinh tài năng trong khiêu vũ thể thao, góp phần tích cực vào việc xây dựng và ủng hộ cho các hoạt động văn hóa lành mạnh tại thành phố. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trích 15 triệu đồng để ủng hộ một phần kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tối ngày 1 tháng 6, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Phố quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 cho gần 300 con em cán bộ, công chức viên chức, người lao động tại Công ty Điện lực Nghệ An và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh. Hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức đối với con em người lao động trong toàn khối. Nhân dịp này, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh nhận chăm sóc đỡ đầu 4 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là con của công nhân, người lao động tại các đơn vị có tổ chức đoàn trực thuộc, nâng tổng số lên 12 thiếu nhi được Đoàn khối nhận chăm sóc đỡ đầu. Ngày 5 tháng 6, Huyện đoàn Quỳ Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức lễ ra quân khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 và hưởng ứng Ngày Môi trường Quốc tế 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018. Ngay sau lễ phát động ra quân chiến dịch, tất cả đoàn viên thanh niên đã tập trung tham gia các hoạt động như chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh và thực hiện công trình trồng hoa khuôn viên nghĩa trang, thu gom rác thải, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây công trình vệ sinh cho gia đình chính sách tại bản Minh Tiến, xã Châu Hạnh. Chiều ngày 11 tháng 6, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018, huyện đoàn Quỳ Châu tổ chức diễn đàn tuổi trẻ với phong trào thi đua yêu nước và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018. Tại diễn đàn, đoàn viên thanh niên được giao lưu gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo, người lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gương điển hình thanh niên tiên tiến trên lĩnh vực. Thông qua chương trình, góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của người công dân trẻ, cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và huyện nhà nói riêng đối với phong trào thi đua yêu nước và đối với thanh niên hiện nay. Dịp này, Ban Thường vụ huyện đoàn đã tuyên dương 15 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đạt thành tích trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Sáng ngày 5 tháng 6, huyện đoàn Quế Phong phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, ký cam kết mùa hè an toàn cho trẻ em và tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em tại Ủy ban Nhân dân xã Thông Thụ. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thông Thụ và xã Đồng Văn, trao 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của xã Thông Thụ, trao 20 chiếc áo phao cứu sinh cho các chủ phương tiện đã tiến hành đăng kiểm an toàn kỹ thuật. Tối ngày 12 tháng 6, huyện đoàn Quế Phong tổ chức đêm truyền thông phòng chống tội phạm HIV/AIDS, mại dâm, chăm sóc sức khỏe sinh sản vì thanh niên năm 2018 tại bản Cắng, xã Mằng Nọc, huyện Quế Phong. Chương trình diễn ra với các phần
như trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống buôn bán người, chăm sóc sức khỏe sinh sản vì thanh niên, giải đáp ô chứa bí mật với chủ đề phòng chống buôn bán người, trò chơi vận động, chọn các bức tranh đúng liên quan đến kiến thức phòng chống ma túy, HIV/AIDS, giáo dục sức khỏe sinh sản. Chương trình đã mang đến cho đoàn viên thanh niên, người dân những kiến thức quan trọng về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên. Sáng ngày 6 tháng 6, huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức lễ ra quân khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Sau lễ phát động, đã diễn ra chuỗi các hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ 5 tấn xi măng ngày công lao động, làm sân chơi dành cho thanh thiếu nhi xóm Đồng Mỹ, xóm có nguy cơ không còn chi bộ, phát quang vệ sinh 3,5 km đường giao thông nông thôn, tu sửa khuôn viên nhà ở mẹ Việt Nam anh hùng Lô Thị Inh, tổ chức sinh hoạt toàn đoàn, tuyên truyền phòng tránh đuối nước, bình đẳng giới đối với vị thanh niên. Chiều cùng ngày, huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến luật trẻ em, phòng chống xâm hại đuối nước ở trẻ em và bình đẳng giới vị thanh niên tại xã Đồng Văn. Với phương châm đến từng nhà, ra từng đối tượng, đồng loạt và rộng khắp, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực. Huyện đoàn Tân Kỳ đã chỉ đạo đoàn các xã thị trấn thành lập hàng trăm đội nhóm thanh niên tình nguyện đến từng hộ gia đình có thanh thiếu nhi để gặp gỡ, trao đổi, phát tờ rơi tuyên truyền. Hoạt động bước đầu đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và ủng hộ từ phía các gia đình và người dân. Sáng ngày 20 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng công trình nhà ăn tập thể tại khu nhà ở bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp, xã thuộc diện 135 đặc biệt khó khăn. Hiện trường có 671 em đang học tập, trong đó có 250 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà xa trường phải ở nội trú. Tuy nhiên, khu nhà ở bán trú hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhà ăn không có. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của các em, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ đã triển khai xây dựng nhà ăn tập thể dành cho học sinh tại khu nhà ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp bằng hình thức xã hội hóa. Công trình được thiết kế xây dựng kiên cố, diện tích sử dụng 180m², tổng dự toán hơn 800 triệu đồng. Công trình sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2018, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2018, ngày trước thêm đón chào năm học mới 2018-2019. Đến nay, hoạt động nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, công ty doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên bản huyện với tổng giá trị gần 350 triệu đồng. Ngày 9 tháng 6, huyện đoàn Thanh Chương tổ chức lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè năm 2018. Sau lễ phát động, đã diễn ra chuỗi hoạt động hưởng ứng trao 3 cặp xe sinh sản cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp cơ sở đoàn trại giam số 6, Tổng cục 8 Bộ Công an thực hiện săn lấp hơn 1 km lề đường bê tông nông thôn, phát quang hành lang an toàn lưới điện, gắn biển và đảm nhận đoạn đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch đẹp. Tổ chức hoạt động khám phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Thành Mỹ. Sáng ngày 23 tháng 6, huyện đoàn Nghi Lộc, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nghi Lộc phối hợp với chi đoàn Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An tổ chức chương trình nồi cháo nhân ái chung tay vì bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An. Tại đây, 300 suất cháo miễn phí được chuyển đến tận tay bệnh nhân. Chương trình nồi cháo nhân ái đã được huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nghi Lộc tổ chức hàng tuần trong tháng. Cùng ngày, huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn xã Nghi Khánh triển khai thực hiện công trình con đường bích họa thanh niên tại trường trung học cơ sở Khánh Hợp. Bằng sự sáng tạo, các họa sĩ và đoàn viên thanh niên đã vẽ nên những bức tranh tường nhiều màu sắc thể hiện sự gần gũi giữa con người và thiên nhiên, tuyên truyền biển đảo quê hương và nông thôn mới. Tổng công trình trị giá hơn 10 triệu đồng. Thưa quý vị, năng động, trách nhiệm, giỏi chuyên môn, rực cháy lửa đam mê sáng tạo, đó là những gì khi nói về người đoàn viên Nguyễn Anh Quý thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tử năm 2007, Nguyễn Anh Quý được tiếp nhận và làm thợ chuyên ngành 2, hệ thống điều khiển tự động của công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và gắn bó với công việc từ ngày đó đến nay. Hơn 11 năm làm việc tại đây, anh đã không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác, luôn ý thức đăng ký đảm nhận các khâu khó, việc mới về kỹ thuật trong công ty. Anh đã có hàng chục sáng kiến, công trình và đề tài khoa học được Hội đồng Khoa học Công nghệ của Tập đoàn TH và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An công nhận và đánh giá cao. Trong đó, sáng kiến cải tiến đo mức bã điều khiển tự động hệ thống lấy bã đốt lò hơi được đưa vào ứng dụng từ tháng 5 năm 2009 đến nay. Sau 9 năm ứng dụng, sáng kiến của anh Quý đã tiết kiệm cho công ty gần 1,5 tỷ đồng. Những năm qua, Nguyễn Anh Quý luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tháng năng suất lao động đạt 150-200% kế hoạch. Không chỉ lao động giỏi, anh còn luôn nhiệt tình trong các phong trào thi đua của công ty, hăng hái tham gia vào những công việc khó, các hoạt động thanh niên tình nguyện, tích cực vừa làm vừa học để phấn đấu trở thành kỹ sư. Với những nỗ lực đó, từ năm 2015 đến nay, anh đã đạt giải thưởng các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ do các cấp tổ chức. Đặc biệt, tháng 5 năm 2018 vừa qua, tại thủ đô Hà Nội,
đoàn viên Nguyễn Anh Quý là thợ duy nhất của tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong 65 người được tuyên dương là người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2018. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoanngheang.vn hoặc qua Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Và xin được cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.